Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Simon. Luca chương 4 từ câu 38 đến câu 39. Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Đức Giêsu chữa lành nhiều người đau yếu. Luca chương 4 từ câu 40 đến câu 41. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Đức Giêsu rao giảng tại miền Giu-đê. Luca chương 4 từ câu 42 đến câu 44. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2016. Thời gian gần đây, chúng ta thấy các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin về sự tình trạng kém cỏi của một số y bác sĩ tại Việt Nam, gây ra những hậu quả đáng tiếc cho bệnh nhân. Chẳng hạn vụ cắt nhầm chân của một nữ sinh viên ở Đắk Lắk, vụ chẩn đoán sai khiến cho một nữ bệnh nhân tử vong ở Lai Vung, Đồng Tháp hồi cuối tháng 3, vụ bỏ quên kim khâu phẫu thuật trong bụng 15 năm tại thành phố Cần Thơ, vân vân. Càng ngày người dân càng thất vọng vào các lương y hành nghề trong cơ chế độc tài này. Trước thực trạng đó, hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu hành động như một lương y lành nghề, nếu không muốn nói là một lương y toàn năng. Từ cổ chí kim, con người luôn lo lắng cho sức khỏe của mình. Họ tìm cách giữ cho mình được mạnh khỏe, không đau ốm. Nhưng nếu bị bệnh thì họ lại chạy đi tìm thầy thuốc khắp nơi, như cái câu tục ngữ nói rằng có bệnh vái tứ phương. Nghe tin nơi nào có bác sĩ giỏi là họ tìm đến, cho dù có xa xôi và tốn kém họ cũng đi. Tôi biết ở Sài Gòn có những bác sĩ rất nổi tiếng trong các lĩnh vực như nội thần kinh, mắt, nhi, vân vân, mà bệnh nhân muốn khám phải ghi danh và chờ cả tháng mới tới lượt. Nhưng cho dù các bác sĩ đó có giỏi đến đâu thì cũng chỉ chữa được bệnh thể lý mà thôi. Dù chăm sóc sức khỏe chu đáo đến cỡ nào, rồi cũng có ngày con người phải trở về với cát bụi mà thôi. Do đó chúng ta phải chạy đến với Chúa Giêsu là lương y toàn năng. Người không chỉ chữa lành những bệnh tật thể xác mà còn chữa lành những nỗi đau trong tâm hồn, những tuyệt vọng trong cuộc sống. Có lần tôi được người nhà một bệnh nhân Công giáo đến tu viện xin tôi vào bệnh viện ban với tích sức dầu bịt chân. Người bệnh cũng khá nghiêm trọng, nhưng khi vào thì bác sĩ trực nói với người nhà bệnh nhân trước mặt tôi rằng bệnh này không đến nỗi gì đâu, ở đây có bác sĩ rồi, gia đình gọi linh mục vào đây làm gì. Ý người bác sĩ ấy không muốn cho tôi sức dầu cho bệnh nhân, lý do là gì thì tôi miễn xét đoán. Không đợi người nhà bệnh nhân trả lời, tôi nói ngay: "Bác sĩ chỉ chữa được bệnh thể lý mà thôi,
chứ bác sĩ có lo được linh hồn của họ không? Bác sĩ có chịu trách nhiệm nếu họ chết mà không được đón nhận nghi thức tôn giáo của họ không? Đó là công việc của linh mục chúng tôi. Vì bác sĩ ấy không còn lý do gì cản trở tôi nữa, nên để cho tôi ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân ấy. Xin quyền năng của lương y Giê-xu chữa lành mọi bệnh tật trong con người và cuộc đời chúng ta. Amen.